Ví dụ các câu số 1. Giết bàn hơi mươi tóc. Thật ra là nhìn đây đã học qua cái bóng tuần hoàn rồi thì quay lại lần thế này thì biết ba Nga là câu A là đó. Quyền tôi D rồi chứ. Giết bàn hơi tóc này thì cái cấu hình của nó sẽ là ở công lái mươi tóc. 3D 4X 3D D tóc. Từ 19 là nguyên tố X, 20 là nguyên tố X, từ 21 cho đến 30 là nguyên tố tố đề. Được chưa? Phát biểu không đúng các đồng vị một nguyên tố hạt là những nguyên tử cùng số proton khác nhau về số nào trong. Đúng rồi. Đồng vị một nguyên tố hạt là nguyên tử cùng số giấy. Số proton chính là số giấy. Đúng. Khác nhau về số khối. Đúng. Bởi vì người ta logic này cái số khối nó sẽ bằng số B cộng số N. Mà số nào khác nhau thì số khối sẽ khác nhau, cho nên đây đúng. Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng, gọi là đơn vị carbon đó. Như vậy đúng. Đơn vị thường dùng của nguyên tử khối là gram. Đơn vị thường dùng của nguyên tử khối là U hoặc là DVC. Còn khối lượng mol nguyên tử thì mới dùng gram. Nguyên tử khối dùng U với con người khối dùng gram. Tổng số B, A, N của nguyên tử nguyên tố là 34 X là kim loại. Thì Trang làm trắc nghiệm rất là dễ. B nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 34 chia 3,5. Nhỏ hơn hoặc bằng 34 chia cho 3. Mà 34 mà chia 3,5 là bằng mấy em? 10 phẩy mấy đó. Là 9 phẩy mấy đó. Chưa được 10, bởi vì 35 chia mới được 10. Còn 34 ấy nhỏ là 9,8, 9,7 gì đó không quan trọng. Nhỏ hơn bằng B, nhỏ hơn bằng 11,3. 11,3. Như vậy B ở đây nó sẽ nhận giá trị là bằng 10 hoặc bằng 11. B bằng 10 hoặc bằng 11 thì biết cái cấu hình. Ở đây em học đến cái bảng tuần hoàn thì em sẽ biết B bằng 10 là khi hiếm. Khi hiếm nó gồm gì? Heli bằng 2, cạn tốt một phát là đánh na ông bằng 10, đánh ọt gông bằng 10 tốt. Khi viết cái cấu hình. Như vậy đây là khí hiếm thì 11 đằng sau liền kề khí hiếm sẽ là kim loại. Như vậy B nó sẽ được tính bằng 11 và khi đó N nó sẽ bằng 12. Họ hỏi là hổ số thì là Heli. Không, nó đứng má luôn, tôi nhớ được. Mặc dù tôi coi video học bình thường nhưng nó đứng má mắt. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Nhưng mà bấm thì bấm không được, đúng không? Ừ. Đồng chí nào tát mic giùm cô. Câu số 4 mà chưa có đề 15 phút nhưng mà cô cũng cố gắng đưa ra rất là nhiều cái dọn cho nó đủ. Được chưa? Câu số 4, đồng vị đồng và oxy, đồng một oxy rất lương thiện mà người ta cho luôn cái công thức. Như vậy cái cấu trúc của nó là COO và CO chốt hạ một lớp 16. Thì đây là 63 này, 63 này. 65, 65. Do internet. Sorry trời. Alo, mấy bạn còn nghe cô nói không? Dạ nghe. Dạ còn. 63, 63, 65, 65. Và 63, 65 như vậy là 3, mà 3 nhân 3. Nhân 3 là tha cái giả O16 bằng O17 hoặc là O18 nó lên. Thì lúc này nó bằng 9, cái đáp án nó là 9, dễ mà. Cái bài số 5 các bạn còn nhớ không? Bây giờ xử lý nhanh cái bài này. Cà lo ba bả. Nó chiếm 24,23 thì xây ra cà lo ba la nó sẽ chiếm là 30,33. Vậy thì phần trăm khối lượng
của cái đồng vị cà lo ba bả. Nó sẽ bằng cái khối lượng của cà lo ba bả. Mình lấy ra một mol này thì sẽ có một mol cà lo. Mà một mol cà lo thì cái cà lo ba bả nó sẽ chiếm 24,23, như vậy 0,23 nhân cho em mà lớn nó là ba bả. Chia cho một cái phân tử này chính là chia cho một cạm cho 0,2423. Để cô sách qua cái chỗ trống trống của cô viết cho các bạn chỉ gì. Nè. Làm cho câu số 5 nha. Lý luận bây giờ cô không biết để cho nó đơn giản. Ý là để cho nó đơn giản khi em làm, em hạ cái cách làm trách nhiệm đó. Có nghĩa là cô nói các bạn hiểu. Mình tính cho một mol thì lúc này sẽ có một mol calo. Mà một mol calo thì trang đó cái số mol calo ba bả nó sẽ chiếm 24,23% của một. Như vậy suy ra tính đồng phần trăm khối lượng của calo ba bả nó bằng khối lượng của đồng vị calo ba bả này là 0,2423 là số mol của nó tính trên một mol phân tử nhân cho 30 bả. Chia cho em mà lớn khối lượng của một mol này thì một mol này nó gồm hydro là một cạm cà lo. Cô không đi tính trung bình thì cô tính riêng theo phần là cái cà lo ba bả là 0,2423 nhân cho ba bả cộng với là 0,35 bả bả nhân cho 35 là của cái phần cà lo cạn thêm với cái phần oxy. Cái này là cạn ngang cạn thêm với cái phần oxy là 4 nhân cho 16 nhân cho 100% thì nó ra cái đáp án nào đây? Đáp án nào lớp A hả? Có A. À đúng rồi, bấm y như vậy, một biểu thức một thôi cho nó ra chứ có nhiều như nhận gì đâu. Ta câu số 6, tổng hợp tổ nên hợp nhân. Ê, mà sao chỗ này là sao? Là 566, như vậy là b cộng n bằng 56 trong nguyên tử, như vậy là hai b trừ n, số hợp mang điện nhiều hay không mang điện, mà hai như vậy là b bằng 26 và n bằng 30, số rất là quen. Như vậy số hợp mang điện là 52, đáp án b. Đồng vị là cùng cái số b nè, như vậy đáp án a. Câu số 8, phát biểu xa số hợp a của nguyên tử đã cho, có nguyên tử đã cho, đây là c rồi, làm gì mà hợp a là cùng magie thì hợp a nó sẽ giống nhau chứ, cho nên đây là cái kết quả c từ đầu, được chưa? Đây là ba đồng vị, đúng rồi, ba đồng vị của magie, ba nguyên tử tên đều thuộc phi tố magie, người ta ký hiệu rồi, hợp nhân đều tốt hơn của tôi, đúng rồi. Tổng số hợp cơ bản tạo nên nguyên tử nguyên tố là 24, trang đó hợp mang điện nhiều hơn không mang điện là tốt, như lại là 2B cộng N bằng 24, 2B trừ N bằng 8, như vậy xây ra B bằng 8, bằng N bằng 8 luôn. Mà bằng 8 thì các bạn nhớ là oxy viết cấu hình nó ra là 1X2B bóng, như vậy là nó là phi kim. Phân bố trên 3 lớp A, câu 10 này lớp thứ 3 có 5 A, như vậy là 3X2, 3B3, tổng là 5 mà. Như vậy là viết từ đầu vô là 1X2, 2X2, 2B6, 3X2, 3A, Z là bằng 15. Vậy mà để cho xe thì xe xô mà lồn không ra điểm nha, cô cũng tuyệt vạn luôn. Ê, tiếc núi đâu dơ ta lên được. Cũng nhiều người tiếc núi quá hè. Cô cho em hỏi xin nếu cô có gửi cái đèn ra không cô? Gửi cái đèn lên cái nhóm cho em không phải không? Dạ. Dễ mà, gửi ghê cái này. Cô gửi cho em xin câu bóng của. Câu bóng phải không? Nè. Được chưa? Sẽ gửi chứ đề thì để gửi cho các em chứ để chi đâu, gửi hết cho về nhà đó mà ông mà luyện cho kỹ mà lầu kiểm tra. Được chưa? Bây giờ làm bài tập tiếp cho cái chương bóng tuần hoàn.
Nhưng còn nhiều phần nhưng mà buộc tôi đưa cái bài tập các bạn bắt đầu không? Khóc. Ông lệ chứ. Thấu. Cái gì con? Ý kiến gì con? Chỉ có làm bài tập nó mới cho các em nhớ ra thôi. Ấy là âm thanh rè lắm mà mấy đứa nghe được không? Cả lương luôn. Là sao? Mình nhớ lắm nó giật giật cô. Nhưng mà bây giờ nó bình thường rồi cô. Giờ nó bình thường rồi phải không? Dạ. Mọn ngày na là như nó bị cả thi giá hay sao á. Hồi sớm là hình như là tụi bay hạt là có hình không có tiếng, mà có tiếng không có hình. Sau cô nó giật giật vậy cô. Thôi làm về đi cho nó đỡ âm thanh nó đỡ vậy. Đó, làm đi từ câu 1 cho đến câu số 9. Lý thuyết lớp 10 nó đơn giản lắm, nhưng mà khi đi làm bài tập mà làm cặp là bị quánh. Mận đề khê sót giá là vậy Lâm. Là sao Lâm? Thứ gì? Mận mẹ mẻo gì? Mấy cô với mấy chú chú chữ lộn biết. Ví dụ chia tiền á tên mận rồi thôi, chắc còn đường tiền ở đâu thì cho bay. Nằm về đi. Alo, mấy bọn còn nghe cô nói được không? Bọn cô vừa bới cung á. Alo. Dạ nghe. Nhớ mới cái hồi 6 giờ chiều cái bọn thu tiền internet có tới có thu 300 mấy chục ngàn luôn mà dài đây. Giận dữ sợ. Nguyệt ơi. Dạ em đây cô. Sang bả cao chưa con? Dạ con mọi từ nãy giờ yếu quá, màn hình con nó mờ chưa thấy con má được tác cao bóng cô. À, hình như mọn chung của cả nước là nó vậy có không?
Bên em lo quá, đang thui màn hình 2-3 lần rồi. Ngà na hình như là bị nhiều lắm phải không thế em? Có đứa nào bị nữa không? Bùng mía đứa nào cũng thon hết ba rồi. Câu số 1, câu số 1 đã giờ thưa cô là câu 1 là câu C. Bây giờ mình xử lý dài đi vì mình đương hạt mà. Bản tuần hoàn tóm nhóm A và tóm nhóm B, mỗi nhóm có một cậu. Đúng hay sai ta đạt? Mình phải hạt nha, đây là hạt, mình phân tích nó đúng chỗ nào, nó sai chỗ nào để các bạn cùng nhớ. Theo con ý này đúng hay sai? Dạ thưa cô là đúng. Không lẽ là bây giờ mình chiếu cái bản tuần hoàn lên cho máy bận chứ? Làm sao đúng được? Bản tuần hoàn có 7 chu kỳ, 16 nhóm, gồm 8 nhóm A, 8 nhóm B và 18 cậu. Trong đó cái nhóm 8B, nhóm 8B có 3 cậu. Không tin thì con sẽ thấy lật cái bản tuần hoàn ra, sắt nó một cậu, cua ban nó một cậu, niken nó một cậu, nó đều ở nhóm 8B hết. Như vậy câu này xe mỗi nhóm đều có một cậu, xe ở nhóm 8B. Như vậy đã xe rồi ngăn đã. Cô duyệt cho bọn khó phần chờ với cô. Nó ra nó vô miếng nó ăn ở đó cho vui luôn con, chứ nãy giờ cô duyệt nó bả lần rồi. Wifi nhà bận lắm. Không, ngày nay wifi nhà cô nó cũng bị bung ha. Một tháng cô phải trả 300 mấy ngàn tiền mượn là rất nhiều á, mà nó bung liên tục ngày nay này. Chắc do cái con cá mập nào đó, tự con cá mập dễ sợ. Thông cảm với nhau nha. Câu số 2, chu kỳ là giải nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. Có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều tan dần điện của điện tích hạt nhân, đúng hay là sai? Khiêm đúng hay sai Khiêm? Khiêm ơi nghe không? Dạ em nghe cô. Rồi. Câu số 2 hả cô? Đúng rồi, ý số 2 là đúng hay là sai? Dạ đúng. Đúng rồi, chu kỳ theo định nghĩa là giải nguyên tố mà nguyên tử của chúng đạt điểm chu kỳ là cùng số lớp electron, và số thứ tự của chu kỳ thì bằng số lớp electron đó, và được sắp xếp theo chiều tan dần điện tích hạt nhân. Ví dụ mình thấy cái chu kỳ ha, chu kỳ ha đó, thì bắt đầu từ cái thằng liti với bằng 3, thì cái tiếp theo sẽ là thằng bari với bằng 4, tiếp theo á là sẽ là thằng bo với bằng 5, từ đầu đến cuối theo cái chiều tan dần.
Như vậy ý số 2 đúng. Ý số 3, trong bảng tuần hoàn, mỗi nguyên tố được sắp xếp vào một ô nguyên tố theo thứ tự tan dần điện tích hạt nhân nguyên tử. Đây chính là một trong những nguyên tố sắp xếp. Ô đầu tiên là điện tích hạt nhân và bàn dương màu cảm là hydro. Tiếp, vân vân. Như vậy ý này đúng. Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ, số thứ tự chu kỳ bằng số phân lớp electron share. Cái chỗ nào dính tới phân là mày trời. Được chưa? Số thứ tự chu kỳ bằng số lớp electron chia cho phân là sao? Bảng tuần hoàn gồm các ô nguyên tố, các chu kỳ và các nhóm nguyên tố, đúng rồi. Như vậy ý số 5 đúng, đáp án là đáp án C. Để chọn C cũng đúng nhưng mà chọn cái ý đầu tiên là sao rồi. Câu số 2, trong bảng tuần hoàn của nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và số chu kỳ lớn tương ứng là. Chu kỳ nhỏ là cái chu kỳ chỉ có nguyên tố nhóm A. Hiện tại có 3 chu kỳ nhỏ, đó là chu kỳ 1, 2 và 3. Và số chu kỳ lớn trong hiện tại là 4 chu kỳ. Hiện tại lúc nào là 4 chu kỳ cái đã? Là gồm nguyên tố nhóm A và nhóm B, đó là chu kỳ 4, chu kỳ 5, chu kỳ 6, chu kỳ 7. Như vậy Phương Anh nó ra và nó lấy nick mẹ nó vô luôn. Chu kỳ nhỏ và chu kỳ lớn. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số nguyên tố trong chu kỳ 3 và chu kỳ 5. Chu kỳ 3 và chu kỳ 5. Đức ơi. Đức ơi. Rồi nãy giờ tôi kêu tôi nói chuyện với cái tên rồi, còn người thì đi đâu mất rồi. Khánh Ly. Dạ em đây cô. À qua. Theo con thì chu kỳ 3 có bao nhiêu nguyên tố và chu kỳ 5 sẽ có bao nhiêu nguyên tố? Dạ thưa cô là chu kỳ 3 có 8 nguyên tố. Chu kỳ 5. Dạ 15, à 18. Đây này, chu kỳ 1 á là cái lớp 1, 1x. Như vậy x1 có x2, chu kỳ 1 có 2, chu kỳ 2 là 2x2b thì tổng là sẽ có 8. Chu kỳ 3 là 3x3b là có 8, chu kỳ 4 là 4x. Được chưa? Rồi đến 3d, rồi đến 4b. Như vậy là có 18 nguyên tố, chu kỳ 5 thì tương tự cũng 18 nguyên tố. Chu kỳ 5 thì sẽ có 5x nè, sau đó là quanh lệnh là nó điền tiếp vô 4d nè, sau đó điền 4b, như vậy sẽ có 18. Mà chu kỳ 6 sẽ có 32, bởi vì chu kỳ 6 là nó có bắt đầu nó có 4F, là thêm 14 là 32. Các bạn cứ nhớ theo cái quy luật này, chứ không thể là ngồi đó đếm các bạn cùng hòn. Như vậy 8 và 18. 8 và 18 nha, chứ không thể 18 là 8. Câu số 4. Có 5 cái phát biểu, tìm những cái phát biểu đúng. Đầu ở mỗi chu kỳ là một kim loại kiềm và kết thúc bằng một khí hiếm. Câu này đúng hay là sai? Để thử chiếc. Hồi nãy chiếc 10 điểm. Dạ thưa cô là đúng. Đúng cô. Đúng. Thiệt không? Nếu chu kỳ 1 thì nó còn đúng cái cao này không? Hydro đâu phải là kim loại. Thông thường mỗi chu kỳ đều bắt đầu bằng kim loại kiềm và kết thúc bằng khí hiếm, trừ chu kỳ 1. Còn chu kỳ 3 chưa biết kết thúc bằng gì chưa nói. Được chưa? Nhưng chu kỳ 1 thì không có. Cho nên cái anh này á là phải trừ chu kỳ 1, chứ nếu nó luôn là xa. Như vậy ý này xa. Hóa trị câu nhắc
của một nguyên tố có oxy bằng số thứ tự của nhóm. Cái này chưa hề cô chưa nhắn cho các bạn. Đây này, cái này share luôn. Xin được chỉ với sai chỉ. Số thứ tự của nhóm bằng số A hóa trị, đúng. A lớp ngoài cùng đối với nhóm A chính là A hóa trị. Số thứ tự nhóm A bằng số A lớp ngoài cùng, đúng luôn. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tan dần điện tích hạt nhân nguyên tử, đúng. Câu số 5. Câu số 5 và câu số 10. Đến câu số 10. Bạn nào? Sao con? Cái ý thứ 3 của số thứ tự của nhóm bằng số A hóa trị là nhóm B với lại A hóa trị với cô. Nhóm A cũng A hóa trị. Bởi vì nhóm A thì số A ngoài cùng chính là số A hóa trị. Cô đã từng nói với các bạn mà. Dạ không cần phân biệt A hay B hả cô? Không. Bởi vì không cần phân biệt A hay B. Nhưng mà vì sao mà người ta tách ra dạy để người ta dễ nói đến cái số A hoặc ngoài cùng nó dễ hơn là cái số A hóa trị. Em hiểu không? Còn đối với cái nhóm B thì nó phải thêm bổ sung là phân lớp sót lớp ngoài cùng nếu chưa bổ hòa. Chứ còn thật ra cái nhóm A thì cái phân, nếu mà nhóm A nguyên tố XP như vậy thì cái phân lớp sót lớp ngoài cùng chắc chắn nó bổ hòa rồi. Đằng trước nó phải là khi hiếm mà. Được chưa? Cho nên nó chính là cái A hóa trị. Bởi vì định nghĩa A hóa trị là A mà có thể tham gia vào các phản ứng hóa học, hình thành liên kết hóa học. Câu số 5. Các bạn lấy bút ra mà ghi cái bài nào. Chưa? Câu số 5. Đáp án nào đây ha? Câu 5 đáp án nào khơi? Khơi anh Nam á. Khơi ơi. Dạ cô.
Công Nam đáp án nào con? Câu này nó liên quan đến cái bài kiểm tra hồi nãy của mình đó, một cái kiểu mà tổng hợp là bằng 5 ha. HB cộng N bằng 50 ha. Hợp không mang điện trong hợp nhân nha, quá là nó liên cho mình tinh mát tinh ý đó. Trong hợp nhân số hợp không mang điện là N, trừ đi số hợp mang điện là B trong nhân mà, nó bằng 1. Như vậy C ra B bằng bao nhiêu? Phải là B bằng 13 và N bằng 18 à? B bằng 13, N bằng 18 thì nguyên tố của mình có ký hiệu là 13, 35, một trang hai đồng vị của cà lo. Viết các cấu hình của 13 ra: 1XH, 2XH, 2B6, 3XH, 3B, 3B na. Ở ô thứ 13, chu kỳ 3 và nhóm bả A. Hôm sau mà kiểm tra đến cái phần này, cô sẽ chỉ cho các bạn một cách nhớ đầy đủ 20 nguyên tố. Nếu như là đi kiểm tra ốt họ không cho sử dụng bóng tụng hòa, thì các con cũng có thể làm nhanh chóng. Ví dụ xác định này ra 13, biết chu kỳ 3, nhóm bả A luôn, không cần biết thôi. Được chưa? Sẽ có cái cách để nhớ các bạn cùng hợp. Tổng kết hợp cơ bản cấu tạo nên nguyên tử của nguyên tố là 66. 66. X thuộc chu kỳ bóng nhóm 3B. Tính số khối của hợp. Như vậy X nó ở chu kỳ bóng nhóm 3B là mình viết được cấu hình và tính được số B, số A của X. Thì sau đó mình tính số N, thì mình tính ra số khối. Các bạn chép câu số Nam vô cô xóa nè, lấy cái chỗ rộng rộng đi cho quyết nè. X mà thuộc chu kỳ bóng nhóm 3B. Như vậy, lúc này nè, bóng SK nhóm B cho nên có A ở 3D. Bóng XH3D mà tổng cái số A trên bóng X và 3D nó sẽ bằng số thứ tự của nhóm là bằng 3. Như vậy chỗ này là 3D1. Em nhớ cái nhóm B là xác định như vậy nha. Đó. Chu kỳ bóng như vậy A nó sẽ điền ở cái lớp thứ tư bóng X nhưng ở cái nhóm B. Như vậy lúc này là nó có A ở 3D, nó mới là nhóm B. Mà nhóm 3B cho nên tổng A lớp ngoài cùng cạn phân lớp sắp lớp bằng cùng là bằng 3. Như vậy 3D1 thì chỗ ở trong này là argon thì 18 cạn 1 là 19, cạn 2 là 21. Như vậy giá X bằng 21. Mà chúng ta biết đó, là bằng B đó, bằng số B. HB cộng N là bằng tổng số hợp là bằng 66. Mà B bằng 21, HB là bằng 42. Như vậy N nó sẽ bằng 24. Vậy X chính là cái nguyên tố. Chỗ này 21. Chỗ này 21 với 24 là 40. 15, số khối nó là 43. Yeah. Người ta kết hợp giữa cái chương 1 và chương 2 để người ta xử lý không này. Câu số 3, cái kiểu xử lý tương tự. Các hợp cơ bản tạo nên nguyên tử của một nguyên tố là 54. Mà X nó ở cái nhóm bả A. Thì bây giờ bữa trước có một bề tương tự như thế này cho các em rồi. Có nghĩa là xử lý bằng hai cách nào cũng được. Một đó, là em xử lý theo cái nhóm bả A. Ha là em dỡ bàn cái bắt đẳng thức, sau đó là em loại. Thì vì các bạn chưa kiểm tra cái chương 1, còn dính dớt tới cái chương 1 nhiều, cho nên cô sẽ xử lý theo cái hướng bắt đẳng thức để các em nhớ. Rõ ràng là BX
sẽ lớn hơn hoặc bằng 54 chia 3,5 và nhỏ hơn hoặc bằng 54 chia 3 trong cái biểu thức tổng hợp. Như vậy BX mà nó lớn hơn hoặc bằng 54 mà chia cho 3,5 thì sẽ bằng là 15,4. 15,4 lớn hơn hoặc bằng sắp xỉ đó, nhỏ hơn hoặc bằng 18. 54 là bằng 18. Như vậy BX nó có các cái giá trị nhận được là 16, 17, 18. Mà 16 em biết đó là 3XK, 3B, 3B bóng. Nhóm 6 à, 17 là 3XK, 3B, B5 nhóm bả A chọn, còn 18 là khi hiếm hoặc không bỏ qua. Cho nên Z là nó sẽ bằng 10, 13. Mà ZX bằng 13 thì suy ra số khối A là bằng tổng hợp từ Z là bằng 33. Như vậy đáp án là 33. Yeah. Cái cách thứ hai là con ra cái nhóm bả A đó. Bả A thì hơi X, hơi B5 thì Z bằng 9 và 3X, 3B5 thì Z bằng 13. Mà 4X, 4B5 thì Z bằng 35 là loại rồi. Như vậy thì mình chọn được cái 10 lã đó. Câu số 8. Nguyên tử X có cái cấu hình này thì vị trí của X là gì? Thứ nhất, xác định tổng cái số A trên này là 30. Như vậy ở ô thứ 30. Cái số lớn nhất là số lớp, lớn nhất là số bóng, cho nên sẽ là chu kỳ bóng. Nhóm bây giờ 4X mà có 3D ở đây là nhóm B. Nhóm B tính bằng A lớp ngoài cùng là H. Bên này bổ hòa không tính, cho nên là nhóm HB. Chu kỳ bóng nhóm HB là đây. Chứ không phải lật cái bảng tuần hoàn để dòm. Cũng có lúc người ta cho lật bảng tuần hoàn để dòm, nhưng người ta cho khó chịu hơn. Người ta cho khó chịu. Bữa sau cô sẽ chỉ cái cách là nếu như mà kiểm tra online có nghĩa là tụi con có thể thủ sẵn cái bảng tuần hoàn thì cô sẽ cho đề hoặc là tổ chuyên môn sẽ cho đề như thế nào. Chứ không phải là cho đề là cho cà lo là tìm vị trí không có đâu. Nói chung là người ta luôn đi trước các con một bước, cho nên việc của mình là phải học cho thật tốt. Thôi cô. Hả? Ấy là thấy toàn nhẫn quá hả con? Dạ đúng rồi cô. Đâu, đề là nó phải có ma trận. Ví dụ nó có câu dễ, câu khó, chứ không phải là cao nào cũng khó hết. Nhưng mà không có cái cao mà nó làm ngu quá hạt rồi. Có nghĩa là mình không có tạo điều kiện cho người ta xấu. Đi học là để phát triển tư duy mà. Yên tâm đi. Hóa nó có hề, vô viên dạ hóa là nó ở hề trận thế. Mà con biết trận thế gì không? Một là khó, hề là mắc. Mà mình không muốn mình bị mắc thì mình phải khó thôi con à. Có nước mà dạy hết chứ. Không tiền hổ mấy tiền bối đi. Phân lớp A lớp ra ngoài cùng AB là 3B và 4X. Tổng A lớp trong tên phân lớp này là 3 và hiệu là 3. Như vậy là 3BX 4XY đi. X cạnh Y bằng 3. Rõ ràng là X trừ Y bằng 3. Chứ không thể X, không thể y trừ x, bởi vì x là y nó tối đa nó bằng 2 mà x là thể số dương thì không thể có chuyện mà hai trừ nó ra 3 được, cho nên trang này phải là x trừ y. Chứ nếu mà nó bằng 1 thì có thể x trừ y hoặc y trừ x gì đó là chưa biết lúc này. Như vậy dễ cái này á là x bằng bằng 5 và y bằng 2. Phân lớp A lớp trong ngoài cùng. Như vậy là cái thằng A đó là 3B5 thì là 3X, 3B5. Ra ra 13 thì nó là cà lo được rồi. Còn cái thằng B á, nó phải có cái lớp ngoài cùng là 4X. Rất nhiều trận thế thỏa mãn có cái cấu hình lớp ngoài cùng 4X. Nhưng trong đáp án này thì chỉ có cho ra cái hồi đó. Gì vậy bái? Được chưa? Tiếp tục câu số 10. Các bạn làm đến câu số 12.
Câu số 10. Nguyên tử X có 5 electron ở 3D. Như vậy. Nó phải là 3D nam. Mà 3D nam thì lúc này sẽ có nghĩa là bóng X 3D nam hoặc là 3D nam bóng X 1. Ra gồm 1 đến 2 cạnh thế này. Cho các phát biểu sau. X ở U thứ 25 chu kỳ bóng ở đây. Nếu đây thì F đằng trước có viết đủ là Argon nha. Thì đây là Carbon 24. Hoặc là đây viết đủ là Argon. Thì đây chính là cái cấu hình Mangan 25. Như vậy ở ô thứ 25 thì chưa chắc hoặc mang điện trong nguyên tử là 50 thì chỉ đúng đối với thằng mangan thôi, cho nên sơ luôn. X có 4 lớp electron đúng, đang nào thì cũng 4 lớp. X là nguyên tố D đúng luôn. X ở ô thứ 25 chu kỳ bóng nhóm 6B. Cái này sơ luôn. Như vậy phát biểu luôn luôn đúng. Chỉ có phát biểu 3 và phát biểu bóng, cho nên đáp án trong trường hợp này là đáp án B. Câu số 11. Nguyên tử nguyên tố X có tổng electron trên các phân lớp X, X bằng 7. X bằng 7 như vậy là 1 X2 này bắt đầu đấy. Đến 2 X2 này, đến 3 X2 và cuối cùng nó phải dừng lại là 4 X1. Như vậy với cấu hình 4 X1. Học đến đây rồi phải nhớ để làm kiểm tra chương 1 nữa. Bởi vì về số 1 thì con sẽ làm chương 1. Nó giống như cái đề hồi nãy của cho. Thì cái này bằng 7 thì nó thứ nhất đó là Argon 4 X1 là 19 kali. Thứ hai là Argon 3D D5 4 X1. Và thứ ba là Argon 3D10 4 X1. Ra vào cái cấu hình của kali, chrome và đồng. Được chưa? Như vậy ở ô 19 thì chỉ có cái cấu hình này là 19 thôi. Như vậy sẽ có cấu hình 19 24, ô 19 24 và 29. X là kim loại điển hình phản ứng được với nước, chỉ có kali chứ hay sao không có điển hình gì luôn. X là nguyên tố ở chu kỳ 4, nguyên tử nguyên tố X có 4 lớp A, thằng này đúng rồi. Bởi vì nó ra vào nào nó cũng có chu kỳ 4 hết. X là nguyên tố X hoặc là nguyên tố D, cái thằng này. À câu này sao, câu C sao? X ở chu kỳ 4 đúng nhưng mà có 4 phân lớp A electron là sao? 4 lớp A electron nha. Mà cái cô đi kiểm tra là sao đó. Nhưng mà qua đến câu D mình phát hiện lại này. X là nguyên tố X và nguyên tố D. Câu D mới là đúng. Câu bóng xa cái chỗ phân lớp electron. Được chưa? Câu số 12. Cấu hình electron của A như thế này. A là mangan đây các bạn. Tính ra là 25. Cho các cái nhận định sau. A ở chu kỳ bóng nhóm A là C. Có 3D như thế này thì nó phải là nhóm B. Như vậy đây là C. Nhóm đây là nhóm 7B mangan các bạn. Y là kim loại vì có hai electron lúc ngoài cùng đúng. Đây là kim loại. Y ở chu kỳ bóng nhóm 8B xa. Đây là nhóm 7B bởi vì tính có 7 electron này cho nên 3 xa. Y có hai electron hóa trị xa. Người ta hỏi nhận định không đúng thì 1 3 và bóng đáp án là đáp án B. Yeah. Rồi, hôm nay tới đây thôi hả? Mọn mẻo rồi chán quá. Yeah. Rồi, sẽ gửi bài cho các bạn. Chia buồn với mấy bạn hồi nãy lần điểm thấp quá, ngày bữa sau cô sẽ tăng cường vô về. Hả? Rồi, tạm biệt nha. Chúc ngủ ngon nè. Hôm nay nghỉ sớm một cô. Đúng giờ đấy chứ đâu có sớm, do mấy bữa mình học muộn đó chứ. Chính xác là trễ 3 phút đó con.
là mình học từ 6:25 đến 40 thì thấy. Dạ, yeah, nha, tạm biệt.